gái. Đây. Hãy cầm tay nhau để truyền hơi ấm cho nhau, để trao cảm xúc cho nhau, để xem mình thấy rung động chút xíu gì không. Nhìn thẳng vào mắt nhau nào, bây giờ cảm xúc của mình như thế nào, mình nói đi cho đối phương biết. Em nói đi. Em hả? Thì thấy tay anh cũng khá ấm, nhưng mà anh bóp tay em nhiều. Chặt quá. Nó chặt quá. Anh có bối rối rồi đó. Nắm tay chút để thật ra để làm gì? Để cho ta cảm nhận những cảm xúc, để cuối cùng ta đưa ra quyết định cho nó chính xác. Mình có thể hợp nhau thì khoảng bao lâu em cho anh bước tới, khoảng bao lâu mình có thể kết hôn được? Nếu mà định hướng mà đến hôn nhân á, thì em định hướng thế nào? Khi mà gặp được người mà phù hợp, người thương yêu mình mà mình cũng thương người ta, thì khoảng bao lâu? Em cũng chia sẻ thật lòng với anh là năm sau. Năm sau? Dạ. Thời gian tìm hiểu với lại kết hôn luôn là vừa vặn khoảng 8 đến 12 tháng rồi. Trong năm sau thì là đúng cái ý, cái mong muốn của anh á. Lý do tại sao em chia tay? Lý do em chia tay là do là thời điểm đó là em đi công tác nhiều á, không có cái thời gian để mà tiếp xúc với bạn nhiều á, nên là cái tình cảm nó bắt đầu nó vơi dần. Dạ, em cũng vô tâm với bạn á, không có hỏi han bạn nhiều trong khoảng thời gian đó, thì dần dần nó xa thì nên là tụi em quyết định chia tay. Em nghe bên đây có một cái cuộc hôn nhân rồi thì em có ngại gì không? Thật ra là em cũng đã có chuẩn bị tâm lý rồi, nhưng mà khi mà nghe bên kia chia sẻ thì em thấy là anh cũng khá là chân thành à. Mình ở đây mình phải nói thật với nhau nghe hết, không có giấu điều gì hết trơn á. Dạ. Nhưng mà bản thân em có thấy ngại không? Hiện tại thì chưa. Hiện tại thì chưa. Câu trả lời rất là hay chứ. Nhưng biết đâu sẽ ngại. Đúng rồi. Nhiều khi về con cái về bên đây này kia thí dụ như thế. Nhưng mà thôi, cái đó chuyện hai người bàn với nhau. Mình chào nhà trai. Chào chị. Cao thấp nó không quan trọng đâu. Đẹp trai mà, chỉ đường tình duyên lận đận thôi. Tại cô gái bên kia cũng hơi cao. Hơi cao. Rồi ngoại hình là hơi cao. Rồi chàng trai này có mong muốn có một người bạn gái như thế nào? Em xem trọng cái gia đình lắm, nên là cái tuổi của em thì cũng phải sớm mà có được một mái ấm gia đình cho nó ổn định cuộc sống. Công việc thì cũng đã ổn định rồi. Cái cần nhất là cái sự, cái đầu tiên là cũng phải có cái cảm mến, cái tình yêu với nhau, tôn trọng nhau và chia sẻ. Trong cuộc sống thì nó thăng trầm, nó lên xuống dữ lắm. Nhưng mà nếu mà mình chỉ có thì yêu thương nhau thực sự, chân tình với nhau mà hợp nhau thì sẽ gắn bó với nhau được. Em cũng có nhiều cơ hội nhưng mà các bạn cũng ngại. Em có ba cháu. Cái rào cản lớn nhất của em là như vậy. Đúng rồi. Và vấn đề là em có ba cháu, ví dụ như vậy em chứng minh được cái khả năng có thể lo cho, nếu như em có một gia đình mới, em có con, có gia đình, có đủ lo cho gia đình hay không thôi. Ba cháu nhà em là hoàn toàn là em dư sức, đủ sức. Hiện tại thì công việc của em thì bây giờ thì nó cũng vẫn còn khó khăn. Nó cũng mới khởi nghiệp cách đây 3 năm thôi, nhưng mà tương lai thì nó tốt lắm. Tương lai tốt, tương lai kinh tế tốt, không lo gì hết. Chào em. Mời em ngồi. Mời nhà trai. Mời nhà gái giới thiệu về mình. Dạ em chào chị Ngọc Lan, chào anh Quyền Linh, chào bạn kế bên và chào toàn thể quý vị khán giả đang có mặt tại trường quay ngày hôm nay ạ. Em tên là Ánh Nhẫn, năm nay 32 tuổi. Em đến từ Long An ạ. Em đang là chuyên viên sale tại một công ty làm đẹp có trụ sở tại Phú Nhuận. Ba thẩm mỹ đồ hả em hả? Dạ không ạ, bên em chỉ là một salon. Tên là Ánh Nhẫn em hả? Nhẫn nại đó hả? Dạ đúng rồi anh Quyền Linh. Nhẫn cưới đó. Dạ. Rồi mời anh trai. Xin chào gia đình bên nhà bạn gái, chào anh Quyền Linh, chào chị Ngọc Lan và bạn gái. Em tên Nguyễn Khánh Toàn, hiện thì đang sinh sống làm việc ở Bình Dương. Toàn làm gì Toàn? Em làm về ngành điện nặng anh. Hả? Điện nặng anh. Điện hả? Ngành điện á. Thôi, điện nặng nghe giật mình. Điện nặng điện. Dạ, điện nặng điện. Quăng cái miếng hết hồn luôn vậy đó. Tại nghề em vào nghề này em mới biết, chứ hồi em chưa vào nghề này em cũng không biết. Mà trong nghề nói em ở Bình Dương với ai Toàn? Dạ hiện tại thì em đang sống với em trai. Em trai ở Bình Dương. Quê em ở đâu? Quê em thì Vĩnh Phúc à. Em gái, cho nhà trai biết khuyết điểm, ưu điểm của em đi. Dạ thưa anh Quyền Linh, là ưu điểm của em trước là em là một người khá là cởi mở, làm việc có trách nhiệm và biết lắng nghe, chia sẻ cùng với mọi người. Còn khuyết điểm của em là em rất là dễ nóng tính, có tính nguyên tắc, đôi khi là khá là vô tâm với mọi thứ xung quanh khi mà em quá tập trung làm cái gì đó. Nói chung là người của công việc á. Dạ đúng. Có nóng tính nữa hả? Dạ có. Nóng cỡ nào Nhẫn?
giống như có cái việc gì đó mà khiến em khó chịu thì cái mặt em nó sẽ thể hiện ra liền á anh. Em không có giấu được nên mọi người nhìn là mọi người thấy là em đang khó khó ở trong người. Là mọi người né liền hả em? Dạ. Rồi Hoàng có nóng tính không? Em thì hiền. Hiền lắm hả? Nhưng mà có giống em gái bên kia là có gì mà cảm xúc sao thể hiện ra mặt hết, chẳng bao giờ giấu được. À, cứ có gì nói đó, có đúng gì không? Là nhìn mặt là biết liền nè. Em có khuyết điểm gì không Toàn? Cái giao tiếp của em cũng không được tốt. Em có thế mạnh gì? Nói về tính cách á, thì em trung thực, hiền hậu, với chịu khó làm lụng, trách nhiệm với gia đình. Còn học hành thì học giỏi lắm. Làm điện là học giỏi lắm á. Em học kinh tế anh. Học kinh tế hả? Dạ, mới chuyển qua. Nhưng mà sao học kinh tế sao làm điện? Trước em làm ngân hàng, còn bây giờ em chuyển qua đây 3 năm nay rồi. Làm điện cụ thể là điện gì? Dạ, điện năng lượng mặt trời áp mái anh. Làm chủ luôn hay là làm cho dạ, công ty? Vâng, thì em làm chủ. Em làm chủ luôn. Vâng, em điều hành cái công ty đó. Cổ đông thì cũng mấy bạn bè không à, bạn bè phổ thông. Tức là bạn làm kinh doanh chứ không phải là bạn làm về kỹ thuật. Dạ đúng rồi, làm kinh quản gia. Lý ấy. Đường tình duyên em sao Toàn? Cũng hơi lận đận. Lận đận là sao? Em đã lập gia đình rồi mà. Lập gia đình rồi? Dạ. Được mấy năm? 10 năm. Thôi, 10 năm. Mấy người con? Dạ, 3. Con lớn là nhiêu? Lớn nhất 8 tuổi, nhỏ nhất mới có 5 à. Mình ly hôn lâu chưa Toàn? Dạ, 3 năm à. Rồi hiện nay ba người con ở đâu? Dạ, ba cháu thì đang ở với mẹ. Ở gần đó không? Dạ cũng gần, ở Bình Dương. Đó là lý lịch hoàn cảnh của gia đình nhà trai đó. Thầy gái nghe rõ chưa? Dạ nghe. Rồi. Nghe rõ. Nhà gái mình bao nhiêu mối tình rồi? Em là có 2 mối tình ạ. Mối tình đầu tiên là từ hồi thời sinh viên. Mối tình sau là sau khi mà em ra trường, em cũng có quen bạn cũng được 3 năm. 3 năm là dài lắm đó. Dạ. Lý do tại sao em chia tay? Lý do em chia tay là do là thời điểm đó là em đi công tác nhiều á, không có cái thời gian để mà tiếp xúc với bạn nhiều á, nên là cái tình cảm nó bắt đầu nó vơi dần. Dạ, em cũng vô tâm với bạn á, không có hỏi han bạn nhiều trong khoảng thời gian đó, thì dần dần nó xa thì nên là tụi em quyết định chia tay. Em nghe bên đây có một cái cuộc hôn nhân rồi thì em có ngại gì không? Thật ra là em cũng đã có chuẩn bị tâm lý rồi, nhưng mà khi mà nghe bên kia chia sẻ thì em thấy là anh cũng khá là chân thành à. Mình lên đây mình phải nói thật với nhau nghe hết, không có giấu điều gì hết trơn á. Dạ. Nhưng mà bản thân em có thấy ngại không? Hiện tại thì chưa. Hiện tại thì chưa. Câu trả lời rất là hay chứ. Nhưng biết đâu sẽ ngại. Đúng rồi. Nhiều khi về con cái về bên đây này kia, thí dụ như thế. Nhưng mà thôi, cái đó chuyện hai người bàn với nhau. Mình cảm nhận thế nào về hôn nhân gia đình? Nếu như mình bước tiếp một bước nữa. Bản thân em thì em phải có một mái ấm gia đình. 10 năm mình chia tay. Dạ. Thế là phải có một cái gì nó dữ dội lắm đúng không em? 10 năm đó em phải nhịn nhiều. Em có lỗi gì trong cuộc tình đó không? Lúc tìm hiểu nhanh quá, không hiểu nhau hết. Hoàn cảnh lúc đó là mẹ em bệnh á, sắp mất. Nên là tụi em tìm hiểu nhau có 3 tháng. Nhưng mình ở với nhau tới 10 năm rồi, không lẽ mình không hiểu hết? Hiểu chứ anh. Tức là mấy tháng đầu là cũng đã hiểu rồi. Mình đã xác định cưới thì bây giờ mà có dù không hợp nhưng mà thôi. Cái đầu hồi lúc đó thì cũng làm nhà nước nên là cũng ngại, cũng mắc cỡ nữa. Rồi sau đó thôi mình nhịn cũng thôi chứ cho nó qua. Sau đó có con cũng hiếm muộn á, 4 năm á. Nhưng mà lúc đó em cũng suy nghĩ cho vợ em. Vợ em bị hiếm muộn á. Lúc đó cãi nhau suốt rồi thì cũng xác định nói thôi giờ lúc mà mẹ mình ốm bệnh thì người ta đến chăm sóc. Giờ này bạn vợ mình bị như vậy sao mình buông tay được. Mà lúc đó em có cái suy nghĩ là trong hôn nhân đi, thí dụ như là vợ chồng không còn hợp nhau, không có thì người đối với người phụ nữ thì con là đó là cái niềm hạnh phúc, nên là cố gắng kiếm. Sau đó mình vượt qua đến 3 đứa con luôn. Vâng, kiếm có đứa xong rồi lại nghĩ đến con. Lúc đó không... Thật ra thế này nè, anh muốn em có kiểm tra lại xem con mình có lỗi gì trong cuộc tình đó hay không thôi, để mình khắc phục. Có cái là khác nhau, nói chung khác nhiều anh. Với em thì cái thứ nhất là cái tâm lý em cũng không được tốt. Cái thứ hai là em cũng không, ít lãng mạn. Cái đó cũng quan trọng lắm đó nha. Không có lãng mạn lắm thì cũng tội nghiệp cho anh ta. Phụ nữ thường cũng thích lãng mạn lắm ha. Bản thân em hiền nhưng mà có những cái không đúng á thì mình đâu thể nào mình vui lòng được, nên là từ từ nó cứ chai sạn đi. Cuộc hôn nhân 10 năm nó cũng khá dài đó. Cũng vượt qua rất là nhiều sóng gió, nhưng mà có lẽ là cái ải cuối cùng các bạn không vượt qua được. Thôi thì nó là cái duyên rồi. Cô gái của chúng ta có thích lãng mạn không? Dạ, em rất là thích lãng mạn. Đó, chàng trai bên kia nghe chưa, cô gái nào người ta cũng thích lãng mạn hết. Khi mà các bạn không có cái yếu tố lãng mạn trong tình yêu thì nó là một cái khuyết điểm rất là lớn. Em mong muốn mình có một người bạn trai như thế nào?
À, dạ thưa chị, là mong muốn của em là muốn có một người bạn trai, một người bạn đời mà có thể là biết lắng nghe mình á. Mọi chuyện thì có thể là trao đổi với nhau để cùng nhau thống nhất, sẽ không có những cái vấn đề mâu thuẫn trong tương lai. Dạ, thứ hai đó là bạn phải có trách nhiệm đối với gia đình và phải làm chủ kinh tế. Bên kia thì làm chủ kinh tế rồi, tại vì đang điều hành cả một công ty mà. Có trách nhiệm với gia đình thì chị nghĩ là có đó, tại vì hiện tại là cũng đã có 3 đứa con rồi. Có điều gì em không thích ở đàn ông không? Có một điều em không thích ở đàn ông đó là bạn không có trung thực đó chị. Dạ, cái thứ hai nữa là bạn không có tôn trọng những cái bạn bè cũng như là người thân của mình. Dạ hết rồi. Em có thích cao hay mập hay ốm hay lùn hay thấp gì không? Chị qua chị kiểm tra cho. Em 1m65 rồi chị. Em nghĩ là cái mẫu hình chị cao hơn em 10cm là ok. Để tôi qua tôi coi. Bên kia 1m75 không? Nói để biết. Dạ, chào nhà trai. Chào chị. Cao thấp nó không quan trọng đâu. Đẹp trai mà, chỉ đường tình duyên lận đận thôi. Tại cô gái bên kia cũng hơi cao. Hơi cao. Rồi ngoại hình là hơi cao. Rồi chàng trai này có mong muốn có một người bạn gái như thế nào? Em xem trọng với gia đình lắm. Nên là cái tuổi của em thì cũng phải sớm mà có được một mái ấm gia đình cho nó ổn định cuộc sống. Công việc thì cũng đã ổn định rồi. Cái cần nhất là cái sự, cái đầu tiên là cũng phải có cái cảm mến, cái tình yêu với nhau, tôn trọng nhau và chia sẻ. Trong cuộc sống thì nó thăng trầm, nó lên xuống dữ lắm. Nhưng mà nếu mà mình chỉ có thì yêu thương nhau thực sự, chân tình với nhau mà hợp nhau thì sẽ gắn bó với nhau được. Em cũng có nhiều cơ hội nhưng mà các bạn cũng ngại. Em có ba cháu. Cái rào cản lớn nhất của em là như vậy. Đúng rồi. Và vấn đề là em có 3 cháu, ví dụ như vậy em chứng minh được cái khả năng có thể lo cho, nếu như em có một gia đình mới, em có con, có gia đình, có đủ lo cho gia đình hay không thôi. 3 cháu nhà em là hoàn toàn là em dư sức, đủ sức. Hiện tại thì công việc của em thì bây giờ thì nó cũng vẫn còn khó khăn. Nó cũng mới khởi nghiệp cách đây 3 năm thôi, nhưng mà tương lai thì nó tốt lắm. Tương lai tốt, tương lai kinh tế tốt, không lo gì hết. Bây giờ 3 đứa con thì ở với mẹ rồi ha. Anh biết em vẫn ái ngại là anh có 3 đứa con, nhưng quan trọng nếu một người mà mình thấy hợp với mình, đúng gu mình ha, anh nghĩ rằng nó sẽ quên đi những điều kia hết. Hôm nay em đi với ai? Dạ thưa anh, em đi với em gái. Em gái, rồi. Em gái bây giờ theo dõi câu chuyện em thấy sao nè? Dạ em chào anh Quyền Linh, em chào chị Ngọc Lan, em chào anh Toàn. Ngồi theo dõi câu chuyện thì em cảm giác anh Toàn là người khá là chân thành, là mọi người lý tưởng của gia đình. Anh cũng có chia sẻ là về kinh tế đồ thì anh rất là ổn định rồi. Thì hiện tại là chị em thì cũng, mẹ thì cũng hối lấy chồng lắm rồi. Khi mà chị đăng ký chương trình này thì em rất là ủng hộ. Thì đến đây để hộ tống chị theo để mà xem mắt bạn trai. Nhưng mà quan trọng thì ở đây vẫn là cái cảm xúc của chị và anh thôi. Tí nữa mở rào ra thì anh chị sẽ giao lưu với nhau. Thì nếu mà mình đã có cảm xúc với nhau, chia sẻ được với nhau, thì em nghĩ là mình nên dành cho nhau một khoảng thời gian để tìm hiểu trước cái đã. Còn vấn đề sau này thì mình tính tiếp. Dạ, được đó. Hết ạ. Em gái xinh quá hả? Gái có người yêu chưa? Có chưa, chưa, có chưa. Chưa hả? Chưa lên đây. Chị Lan lo. Là nhà trai đi với ai nào? Em đi với em. Chào chị Ngọc Lan, chào anh Quỳnh Linh. Em là em gái bên họ hàng của anh Toàn. Thì hôm nay em đi để ủng hộ ảnh tìm được cái mảnh ghép của ảnh. Em thấy chị gái bên đây là ngoại hình rất là ưa nhìn, rất là xinh ạ. Nói chuyện cũng rất là dịu dàng á. Thì em thấy là cũng hợp với anh của em. Thì em thấy chị có tiêu chuẩn là một người đàn ông chân thật á. Anh của em là rất là thật nên là chị yên tâm về điều đó. Và kinh tế của anh em thì cũng ổn định rồi. Nên là mong chị cũng cho anh em một cơ hội là tìm hiểu nhau và tiến tới xa hơn. Dạ, cảm ơn. Cảm ơn hai bên gia đình. Tôi nãy giờ nghe câu chuyện tôi thấy hai người này về mặt giao diện thì rất hợp với nhau. Chị có nói thẳng ra một điều là cái rào cản là anh ấy có 3 người con thôi. Mà tôi nghĩ rằng nếu như với tình yêu đủ lớn á thì ta sẽ vượt qua điều đó. Bây giờ ta mở rào cho bên gặp mặt nha. Rồi, mở rào. Bắt đầu câu chuyện đi anh trai. Nào. Em dạ. Có món quà gửi tặng anh, đây là một cái quyển sách chữa lành tâm trí. Cảm ơn. Dạ. Anh cũng có món quà tặng em. Dạ. Chúc em mãi là xinh đẹp và xinh tươi trẻ chung như cái đóa hoa này. Dạ, cảm ơn bạn. Rồi, mời hai bạn về chỗ. Em thấy là anh công tác ở Bình Dương á, thì nếu như mà anh về Sài Gòn á thì không biết là có trở ngại gì không anh? Cái việc của anh thì nó nói chung là mấy năm vừa rồi là việc nhiều lắm, còn giờ thì nó cũng tương đối này, nên là vấn đề mà đi khoảng cách đó thì không có vấn đề gì.
Em ở đoạn nào ở Sài Gòn? À, em ở quận 2. Còn em đi làm thì ở Phú Nhuận. Phú Nhuận. Anh có việc gì ở Sài Gòn không? Hay là mình chỉ làm chủ yếu là ở Bình Dương ạ? Anh thì việc không có trên Sài Gòn. Dạ. Ở Bình Dương. Hiện tại là anh đang ở với ba mẹ. Em út anh. Bố mẹ anh mất hết rồi. Em cũng có cái câu hỏi muốn hỏi anh, thì không biết là quan điểm hôn nhân của anh sau này như thế nào, khi mà đã trải qua những cái đổ vỡ, cái định hướng sắp tới của mình như thế nào anh? Lúc đầu cảm xúc với nhau có yêu rồi, nhưng mà sau phải hợp, có cái đồng cảm, chia sẻ với nhau mà phải lắng nghe nhau nữa. Dạ. Nhưng mà đương nhiên là cái tình cảm ban đầu nó quan trọng. Dạ. Em cũng như từ ban đầu em có chia sẻ, em là người rất là biết lắng nghe. Nhưng mà để mà lắng nghe thì đối phương người ta cũng phải bộc bạch trước cái đã. Không biết là anh có, tại vì em hồi nãy em có nghe anh nói là anh cũng là khá là rụt rè đúng không anh? Đúng rồi. Anh có câu hỏi nào cho em không? Dạ, cho em hết tiêu. Anh có chia sẻ câu chuyện của anh như vậy đó. Các cháu nhà anh á, thì em có, bây giờ thì các cháu vẫn cháu ở với mẹ. Tại vì bản thân nói thực sự là chia sẻ với các anh chị là khi chia tay á, là em không muốn là ba tách rời ba đứa, ai nuôi cũng được, vợ nuôi cũng được mà mình nuôi cũng được, hai người không hợp nhau thì chia tay nhau. Nhưng mà con cái tách ra tội nó lắm. Lúc đầu mà xác định mà chia tay ấy là em nuôi, nhưng mà sau đó là vợ có thay đổi lại là muốn nuôi đứa đầu đứa cuối, thấy tội lắm nên thôi em chấp nhận. Còn khi mà mình đã xác định là thôi giờ vợ nuôi thì mình sẽ phải có cái hướng xử lý thế nào. Giờ thì các cháu có cha mới rồi, mà cha mới thì cảm nhận là rất là tốt, quan tâm rồi đến các cháu, nên là mà cuộc sống ở bên đó thì cũng đang ổn. Yeah. Trước giờ mình thấy là các bạn nữ sẽ ngại, em có thể vượt, ngại là chắc rồi đó, mà em không thấy em có vượt nổi qua nổi hay không. Anh thấy mẹ em nói bên kia đã có gia đình rồi, một người đàn ông đó là một người đàn ông tốt đó, họ thấy một người phụ nữ có ba người con ở chung mà họ còn chấp nhận được, chứng tỏ rằng ba cháu rất là ngoan, thậm chí là vợ của em cũng là một người tốt đó. Bây giờ thế này đi. Nào, em đứng lên đây, em gái. Đây. Hãy cầm tay nhau để truyền hơi ấm cho nhau, để trao cảm xúc cho nhau, để xem mình thấy rung động chút xíu gì không. Nhìn thẳng vào mắt nhau nào. Bây giờ cảm xúc của mình như thế nào? Mình nói đi cho đối phương biết. Em nói đi. Em hả? Thì thấy tay anh cũng khá là ấm, nhưng mà anh góp tay em vô. Nó chặt quá. Anh có bối rối rồi đó. Nắm tay chút để thật ra để làm gì? Để cho ta cảm nhận những cảm xúc, để cuối cùng ta đưa ra quyết định cho nó chính xác. Mình có thể hợp nhau thì khoảng bao lâu em cho anh bước tới? Khoảng bao lâu mình có thể kết hôn được? Nếu mà định hướng mà đến hôn nhân á, dạ, thì em định hướng thế nào? Khi mà gặp được người mà phù hợp, người thương yêu mình mà mình cũng thương người ta, thì khoảng bao lâu? Em cũng chia sẻ thật lòng với anh là năm sau. Năm sau. Dạ. Thời gian tìm hiểu với lại kết hôn luôn là vừa vặn khoảng 8 đến 12 tháng là vừa. Trong năm sau thì là đúng cái ý, cái mong muốn của anh á. Bây giờ mình để tay mình nút bấm thôi các bạn, đưa ra quyết định. Cảm xúc của mình như thế nào mình quyết định theo cảm xúc, chúng ta đừng làm trái cảm xúc của mình. Ta phải bấm bằng cảm xúc của mình nha. Hai anh chị hãy cảm nhận lại những cái giây phút vừa rồi, cảm xúc mà chúng ta đã trao cho nhau, xem rằng đây có phải là một nửa yêu thương mà mình đang đi tìm hay không, có phù hợp với mình hay không. Ngọc Lan sẽ hô 3 tiếng và sau đó hai anh chị sẽ quyết định nhé. 1 2 3 Hết thời gian. Em thấy anh rất là chần chừ, em rất là hồi hộp, mà em không hiểu lý do tại sao anh lại chần chừ. Suy nghĩ điều gì vậy em? Em thường em phản ứng chậm lắm anh. Phản ứng chậm hả? Chậm chạp. Có thể là do tính cách của người làm kinh doanh, họ phải suy nghĩ thật là kỹ. Thật ra cô gái bên kia có trăn trở đó, có suy nghĩ đó. Cô ấy quyết định bấm để mở ra một cơ hội và em phải nắm bắt cơ hội đó. Quan trọng là do em thôi. Chính thức các bạn đã đồng ý hẹn hò với nhau. Hãy nắm tay nhau nào. Thế này nè. Đó. Hãy vượt qua những rào cản của cuộc sống. Nếu như chúng ta yêu nhau, chúc hai em thành công, chúc hai em hạnh phúc. Cảm ơn Đường Linh, cảm ơn chị Ngọc Lan. Đây là món quà dành cho các bạn. Các bạn sẽ nhận được một phần quà của nhãn hàng Amity. Một bộ sản phẩm tròn gói, nước lau sàn, nước giặt xả, nước rửa tay, nước rửa chén,
Nhãn hàng Amity sẽ đồng hành với các bạn trong cuộc sống. Amity, bàn nhỏ của mọi nhà. Chương trình gửi đến bạn phần quà đến từ công ty Mắm Trí Hải. Mắm Trí Hải là công ty chuyên sản xuất các loại mắm ruốc, mắm tôm, mắm nêm, nước mắm và hải sản khô ăn liền. Mắm Trí Hải, sản phẩm chính hiệu đạt tiêu chuẩn an toàn vệ sinh thực phẩm, nay đã có tem chống hàng giả. Mắm Trí Hải, chia sẻ bữa ăn cùng gia đình bạn. Chương trình dành tặng đến hai bạn phần quà từ thương hiệu nước Ion Kiềm cao cấp Ion Life. Ion Life là sự kết hợp từ món quà quý mà thiên nhiên ban tặng và công nghệ điện phân nước tiên tiến từ Nhật Bản, hình thành nên tinh hoa nước có tính kiềm tự nhiên như rau xanh, giúp dung hòa axit dư thừa trong cơ thể. Ion Life, khỏe ruột, mát da, món quà cho sức khỏe. Chương trình gửi tặng đến hai bạn phần quà từ nhãn hàng thép Vina QA, thép xây dựng Nhật Bản, tinh thần thép. Nhãn hàng thép Vina QA, thép xây dựng Nhật Bản, tinh thần thép, hân hạnh tài trợ phần quà giá trị 20 triệu đồng. Nếu hai bạn chính thức trở thành vợ chồng từ chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò. Chương trình dành tặng hai bạn một phần quà nhỏ là gói Ruby của ứng dụng hẹn hò Speak Couple, vừa được ra mắt với những tính năng nâng niu tình yêu, giúp cặp đôi hiểu và yêu nhau hơn. Chúc hai bạn hạnh phúc. Rồi, mời hai bạn.